Ẩn ý của Nicolas khi bắt buộc KYC lần 2, dù Pioneer đã nhận Pmanet. Pnetwork Daily xin gửi lời chào thân ái đến các bạn. Vào tháng 4 năm nay, Bicoteam đã bổ sung trình KYC nhận diện gương mặt cho Pnetwork. Sau khi tính năng này ra mắt, thì tốc độ duyệt KYC đã tăng lên đáng kể. Và số lượng Pioneer nhận được Pmanet cũng tăng rất mạnh. Phần lớn các tài khoản đang chờ duyệt KYC hoặc chưa được mời KYC đều đã vượt qua giai đoạn này và đưa về bước chính để xếp hàng chờ Pmanet về. Tuy nhiên, mới đây, Bicoteam lại bổ sung thêm một yêu cầu khi KYC lần 2 tài khoản của Pioneer đã lấy Pi về Mainnet, vẫn là tính năng quét gương mặt xác thực nhân dạng. Vậy thật sự thì tính năng KYC này quan trọng như thế nào mà cả Pioneer đã nhận Pi cũng phải quét lại? Việc này có lợi ích gì cho mạng lưới? Và liệu các Pioneer có bị thu hồi Pi nếu không vượt qua được KYC hay không? Ngay sau đây, Pnetwork Daily xin mời các bạn hãy cùng phân tích để trả lời các câu hỏi thú vị này. Phần 1. KYC nhận diện gương mặt quan trọng như thế nào? Các công ty tổ chức trong ngành tài chính sẽ phải KYC tài khoản của người dùng. Ngoài việc xác minh thông tin bằng giấy tờ tùy thân, thì việc này còn để đảm bảo tài khoản đó là do một người thật sở hữu. Công nghệ KYC ngày nay còn có tính năng quét gương mặt của người dùng được hỗ trợ bằng các con AI hiện đại, có thể nhận diện và phân tích gương mặt của người dùng. Mục tiêu sau cùng là giúp xác định người dùng thật, hồ sơ chính xác, nhằm loại bỏ các con bot ảo hoặc các tên lừa đảo ăn cắp nhân dạng của người khác để KYC tài khoản. Với dự án Pnetwork thì điều này rất quan trọng, vì là dự án đào miễn phí nên một người dùng có thể tạo ra rất nhiều tài khoản để đào Pi. Tuy nhiên, với trình KYC nâng cao này thì đảm bảo một tài khoản sẽ gắn với một người thật. Các tài khoản đã đào mà không vượt qua được KYC thì sẽ bị loại và không nhận được thành quả. Phần 2. Bổ sung KYC gương mặt cho các Pioneer đã nhận Pmanet. Nếu tính ra các đợt chuyển Pmanet đầu tiên đã diễn ra cách đây hơn 2 năm. Trong suốt thời gian vừa qua, số lượng Bitcoin đã trả về Mainnet lên tới hàng tỷ coin. Dĩ nhiên là trước đây, trình KYC của Pi rất đơn giản, chủ yếu là chụp hình selfie và up các giấy tờ tùy thân lên để được duyệt. Và việc chờ Pmanet vẫn là may mắn, vì bạn sẽ phải chờ rất lâu mới tới lượt của mình. Sau khi ra mắt KYC gương mặt, thì quá trình này đã được đẩy lên rất nhanh. Tuy nhiên, những ai đã nhận Pmanet trước đó thì họ đã sử dụng Bitcoin và rủi ro cao nhất có thể là họ không phải là người thật hoặc một người mà đào được nhiều tài khoản Mainnet. Để đảm bảo tính minh bạch thì hệ thống đã bắt đầu yêu cầu KYC gương mặt bằng AI cho tất cả người dùng đã từng nhận Pi trước đây. Nghĩa là sau khi nhận Pi, bạn vẫn có thể tiếp tục đào, Pi vẫn đưa về tài khoản chờ và bạn vẫn có thể tiếp tục nhận Bitcoin ở lần 2. Vậy nếu không vượt qua được KYC gương mặt lần này thì xem như nhận Pmanet lần 2 sẽ chính thức khép lại. Nhưng câu hỏi lớn hơn khiến nhiều người quan tâm đó là liệu Pi đã về sẽ bị thu hồi nếu bạn không xác minh được KYC lần này? Phần 3. Rủi ro nào cho các tài khoản không vượt qua được KYC lần 2? Việc áp dụng thêm cơ chế quét gương mặt này chứng tỏ Bicoteam đang rất quan tâm đến sự minh bạch của dự án. Đảm bảo những ai đào Pi và có Pmanet đều là người thật. Tuy nhiên, Pnetwork vẫn là một blockchain và nó tuân thủ những nguyên lý hoạt động của blockchain. Sau đây sẽ là một số điểm lưu ý xung quanh việc KYC này. 1. Là nếu bạn đã nhận Pmanet trước đó và vượt qua 14 ngày chờ, thì Pi của bạn đã Mainnet hoàn toàn và có thể chuyển nhận. Số Pi này sẽ không thể thu hồi vì đã đưa vào mạng Mainnet. Không thể có việc thu lại số Pi vì bạn không vượt qua KYC lần 2 như các lời đồn thổi. 2. Là lý do tại sao phải KYC lại. Vì điều này sẽ là yêu cầu bắt buộc để bạn tiếp tục đào Pi và nhận Pi cho lần 2. Số lượng Pi này đôi khi còn lớn hơn cả lần chuyển thứ nhất. 3. Nếu bạn không thể vượt qua KYC, thì xem như tài khoản của bạn sẽ trở lại dạng chưa xác thực. Dĩ nhiên hiện nay, việc phân loại tài khoản này vẫn chưa xảy ra. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ phải thực hiện trong thời gian sắp tới, đặc biệt là Mainnet mở. Nếu Bitcoin có giá, thì quá trình đào Pi sẽ diễn ra rất khốc liệt vì số lượng người đổ lên Pnetwork để đào sẽ rất cao. Thông qua đây thì các Pioneer nên vững tin để tiếp tục đào Pi và thực hiện KYC lần 2 nếu được mời. Trong tương lai, việc đào Pi có thể sẽ khó khăn hơn nhiều, nên chúng ta cần tranh thủ đào trước trong giai đoạn còn khá dễ dàng này. Như vậy cũng đã đến phần cuối của video ngày hôm nay. Xin cảm ơn các Pioneer đã theo dõi. Theo bạn thì tính năng KYC lần 2 này có giúp dự án minh bạch hơn hay không? Hãy để lại suy nghĩ của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. CryptoLeadVN rất vui khi cùng các Pioneer đồng hành và khám phá Pnetwork trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ kênh.
Đừng quên để lại nghe một like và subscribe kênh để nhận được các thông báo mới nhất về mạng lưới VN Network. Khi muốn tìm kiếm một kênh thông tin cập nhật liên tục về VN Network, bạn cũng có thể tham gia vào group Facebook của cộng đồng CryptoLetVN. Chúng tôi chia sẻ rất nhiều tin nhanh về VN Network và tín hiệu giao dịch tại các mạng xã hội này. Link tham gia sẽ nằm ngay bên dưới phần mô tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyên mục tiếp theo.